Xin chào các bạn, hôm nay mình có một chuyến đi lấy những cái cây kiểng lá cho chia sẻ cho anh chị em sưu tầm một vài những cái đơn hàng để mình có cái chuyến đi đồng hành cùng với mấy anh em lên trên một cái ngọn đồi đầy sương mù này, chỉ lên những cái điểm cao, những cái khu vực đồi cao và có cái khí hậu nó khác biệt thì mới có những cái loài cây đẹp. Ở dưới làng mình thì hôm nay trời nó không như thế này đâu các bạn ạ. Trời vẫn sáng, cảm giác vẫn muốn nắng, nhưng mà lên trên này thì sương mù nó thành mưa rồi. Thì trong cái quá trình dọc đường đi tìm cái cây kiểng lá ấy, thì ở đây mình có một cái gặp gỡ để chia sẻ cho các bạn, cũng là để trả lời những cái câu hỏi mà ngày thỉnh thoảng mình trong những chuyến đi đồi ấy, thì cũng có những anh em hỏi là có gặp cái cây chè hoa vàng bao giờ không. Thì ngày hôm nay ở cái khu vực này có một cái cây chè hoa vàng, và mình làm video để chia sẻ cho các bạn. Cái cây chè hoa vàng này thì nó sẽ sống trên những cái điểm cao, những cái ngọn đồi cao các bạn ạ. Đồi thấp thì không bao giờ có đâu. Nó trên những cái ngọn đồi cao, đạt được cái độ cao khoảng chắc có lẽ cũng phải 500-700 mét gì đấy trở lên thì mới có. Thì đây là một cái cây chè hoa vàng. Nhưng mà cái cây này thì nó lại ở cái chỗ mà người dân họ thả trâu. Ở trên này cũng có người dân họ sinh sống ở trên những cái đỉnh đồi cao này, và họ chăn thả trâu ở đây, cho nên người ta phát cái bãi nó hơi quang, đâm ra là cái lá cây chè hoa vàng này nó bị cháy nắng các bạn ạ. Nó bị cháy nắng, chính ra thì nó sẽ có một cái màu xanh xanh ở bên trong này. Đấy, đây là cái cây chè hoa vàng này. Một cái cây nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà nó cũng thuộc vào cái dạng cổ thụ đấy các bạn ạ. Và ở đây thì nó có mấy cái bông hoa. Đấy, các bạn thấy chưa? Hoa của chè hoa vàng ấy, màu vàng tươi luôn. Có hoa và có nụ. Đây, một bông nữa này các bạn này. Đây là cái bông của cái cây chè hoa vàng này các bạn. Nó mới nở thì phải, còn nụ thì nhiều lắm. Cái cây này có lẽ là do ở cái khu vực mà nắng nhiều, cho nên là cái mức độ lên nụ của nó thì chi chít luôn. Hầu như là những cái bẹ lá già này, tất cả những cái bẹ lá thì nó đều đẩy lên những cái nụ. Có những cái thì bây giờ nở hoa, và cũng có những cái thì còn nhỏ tí xíu thôi. Có lẽ là cũng phải mất vài tháng nữa mới nở đến này các bạn. Thì cái nụ này, nụ của chè hoa vàng, cây của nó này. Ở đây người dân chắc người ta cũng biết, cho nên người ta không chặt, vẫn để lại cái cây như thế này và cho nó nở hoa. Bông hoa của nó thì nhìn đúng là hấp dẫn thật các bạn ạ, đúng là vàng thật. Đấy, cái lá của nó này các bạn ạ. Lá của nó thì chỗ này nó bị nắng chiếu vào, cho nên nó không được lên cái màu xanh xanh tự nhiên, mà nó bị chuyển sang cái màu vàng rồi, mà một số thì bị cháy. Mà hoa thì lại càng nhiều, càng nắng nhiều thì càng nhiều hoa. Cũng như là những cái loài cây lan, anh em mình chơi nó cũng vậy thôi. Càng tiếp xúc nhiều với ánh sáng thì cái cây nó càng cằn cỗi, nhưng mà đến lúc nó ra hoa thì nó lại càng sai hoa và dày bông. Thì đây là một cái bông hoa, già hoa vàng, đang nở trong một cái ngày trời mưa phùn. Ở chỗ mình thì chỗ trên đồi nó mưa phùn đấy các bạn ạ, chứ còn thực tế thì ở dưới làng thì nó không mưa đâu, có khi còn nắng cơ. Ở trên tít trên ngọn cũng có kìa các bạn, cũng có một cái nụ nó đang nở, nó đang chớm nở thôi, chỉ có ba bông gọi là ba bông hoa nở vào cái thời điểm này, còn nụ của nó thì quá là nhiều các bạn ạ. Những cái nụ nhỏ tí này, cái đầu những cái cành này, lên những cái nụ này. Một cây như thế này lên cũng không phải ít hoa đâu, rất là nhiều hoa, nhưng mà nó không nở rộ một lần, mà nó chỉ lác đác thôi, nở lần lượt. Có lẽ là những cái bông này thì là những cái bông đầu tiên, còn đến thời điểm rộ của nó thì cũng có khá nhiều, tại vì mình cũng thấy có rất là nhiều những cái nụ nó tương đương nhau đấy các bạn. Những cái nụ tầm tầm như thế này thì có lẽ là nó sẽ nở vào cùng một đợt, nở vào cùng một đợt thì có khi đã vàng hết cả cái cây này luôn. Bây giờ gọi là mình đi rừng thì cũng đi rất là nhiều, nhưng mà để mà gặp gỡ cái thời điểm cái cây chè hoa vàng này thỉnh thoảng mình cũng gặp, nhưng mà gặp được cái thời điểm nó nở hoa thì khó lắm các bạn, ít khi lắm. Mình đi chủ yếu là thấy cây của nó thôi. Mỗi cái cây này thì có lẽ là nó ở chỗ nắng nhiều cho nên nó mới lên nụ và nở hoa sớm như thế này. Nở ra một cái bông hoa vàng ươm quá là đẹp luôn. Mình chưa thấy hoa chè hoa vàng bao giờ các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên các bạn ạ. Lần đầu tiên và mình cũng gọi là được cái cơ hội để làm video để chia sẻ cho các bạn tìm hiểu về cái cây này luôn. Ở trong tự nhiên thì nó sống ở trên những cái đỉnh đồi đất các bạn nhé. Những cái đỉnh đồi đất và
có một cái độ cao nhất định. Như cái ngọn đồi mình đang đứng này thì độ cao của nó khoảng 700m, hơn 700m. Từ đây trở lên là nó càng đi thì nó càng cao. Cái dãy đồi này nó sẽ đi mãi lên trên này. Cũng có những cái khoảng là như ở bên dưới sườn thì nó là cái cánh rừng cây vầu và những cái cây gỗ to. Còn ở bên trên đỉnh thì người dân họ chăn thả trâu, người ta chặt những cây gỗ to đi để cỏ nó mọc, các bạn ạ. Cỏ mọc thì trâu nó mới có cái để ăn. Thì mới có cái cây hoa này, nó nở được nhiều như thế này. Đấy, một cái bông, cái này là cái nụ nó mới hé này các bạn này. Đấy, mới hé này. Là có ba cái nở, còn đâu là toàn nụ nhỏ thôi. Toàn những cái nụ nhỏ thôi. Bông này nữa, bông này thì như hay là nở trước này thì phải. Nhìn thấy nó xấu xấu kiểu như muốn tàn ấy. Mỗi cái bông ở giữa là đẹp nhất. Những cái bông này là đẹp nhất. Đó, một cái bông hoa của núi rừng, một cái loài cây. Cái loài cây mà cũng rất là nhiều anh chị em muốn tìm hiểu, muốn biết. Và ngày hôm nay thì có cơ hội thì mình quay cho các bạn xem qua một chút về cái cây chè hoa vàng này, để các bạn biết được về cái loài cây này. Một cái loài cây mà nó mang giá trị dược liệu các bạn nhé. Cái cây này thì cái hoa của nó là có cái giá trị dược liệu. Bây giờ thì ở trong rừng thì không còn nhiều đâu, tại vì người ta đã đánh về trồng rồi, trồng thành những cái vườn, trồng những cái vườn để khai thác cái hoa này rồi bán. Cái hoa này có giá trị kinh tế rất là cao, hình như là còn để xuất khẩu sang nước ngoài nữa. Nó có những cái tác dụng gì đấy mình cũng không tìm hiểu nhiều, không rõ, nhưng mà nó có cái tác dụng về mặt dược liệu. Đấy. Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên những cái công cụ và phương tiện khác. Hôm nay thì mình gặp gỡ ở đây và mình quay một cái đoạn clip ngắn để chia sẻ với các bạn vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái gặp gỡ, những cái chia sẻ về những hành trình của mình trong những clip sau các bạn nhé.